sát thủ làng MMA xuất hiện, thách đệ nhất thiếu lâm trụ nổi một phút. Đệ nhất thiếu lâm Zilong đang đứng trước thách thức rất lớn trong sự nghiệp thi đấu. Theo tờ báo Sohu Trung Quốc, người vừa gửi thông điệp tới đệ nhất thiếu lâm Zilong là võ sĩ MMA khét tiếng của Trung Quốc Li Jingliang, người có biệt danh là ma cà rồng của làng UFC. Khi được phóng viên hỏi, anh nghĩ gì sẽ xảy ra khi anh thượng đài cùng Zilong, Li Jingliang đã đưa ra câu trả lời đầy mạnh mẽ. Tôi tin mình sẽ đánh bại anh ta. Cho dù là luật tán thủ, kickboxing hay MMA, tôi vẫn là người sẽ khiến anh ta gục ngã trong vòng một phút. Khi phóng viên còn tỏ ra bất ngờ với câu trả lời này, Li Jingliang lập tức nói thêm, hạ gục anh ta là điều đơn giản đối với tôi. Tôi nghĩ mọi người không nên so sánh tôi với Zilong, bởi chúng tôi không cùng một đẳng cấp. Những tuyên bố mạnh miệng của Li Jingliang không khỏi khiến giới võ lâm Trung Quốc phải bất ngờ, nhưng không phải ngẫu nhiên mà anh ta lại tự tin đến thế. Li Jingliang sinh năm 1988 tại Tân Cương. Từ khi còn rất trẻ, anh đã thi đấu môn vật và tán thủ trước khi chuyển tới Bắc Kinh để đào tạo UFC dưới sự huấn luyện của võ sĩ danh tiếng Zhang Tie Quan. Li Jingliang chính thức bước lên võ đài UFC vào ngày 22 tháng 9 năm 2007, năm 19 tuổi, và lập tức gây tiếng vang khi hạ knock out đối thủ Gazeb Machek ngay ở hiệp 2. Ở trận thứ 2, anh tiếp tục hạ đo ván đối thủ đồng hương là Liu Jingwen ngay từ hiệp 1. Tính tới thời điểm hiện tại, Li Jingliang sở hữu 16 trận thượng đài ở đấu trường UFC chuyên nghiệp thế giới, thắng 12 trận và chỉ thua 4 trận. Ở Trung Quốc, Li Jingliang còn được mệnh danh là ma cà rồng nhờ lối đánh đầy uy mãnh khát máu của mình. Hiện tại, võ sĩ người Tân Cương mới 28 tuổi và đang ở độ chín của sự nghiệp. Theo Sohu, mục tiêu trở thành huyền thoại làng đấm UFC của Li Jingliang sẽ là điều còn phải chờ đợi. Tuy nhiên, với đẳng cấp của mình, việc anh lọt vào danh sách top 10 của UFC ở hạng cân bán chung là điều hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. MMA, 4 giây đã hạ đối thủ Từ Hiểu Đông chẳng là gì. Từ Hiểu Đông hạ Ngụy Lôi sau 10 giây, nhưng võ sĩ MMA dưới đây chỉ cần 4 giây để làm điều ấy. Cuối tháng 4 vừa qua, làng võ thuật ồn ào với thông tin Từ Hiểu Đông, một võ sĩ MMA đã hạ gục cao thủ Thái Cực Quyền Ngụy Lôi sau 10 giây. Chiến thắng đó như một thông điệp gây sốc mà MMA cảnh báo võ truyền thống Trung Quốc đã hết thời. Chiến thắng 10 giây của Từ Hiểu Đông trong một trận đấu nghiệp dư gây chú ý, nhưng mới đây đã có một võ sĩ khác làm được điều ấy còn ấn tượng hơn tay đấm họ Từ. Cụ thể, ở trận MMA nghiệp dư của hạng cân 88kg giữa Jordan Fowler và Dylan Gong cuối tuần qua tại sự kiện PF2 ở Mỹ chỉ diễn ra trong vòng 4 giây. Pha ra đòn nhanh như điện bằng chân của Jordan Fowler đã khiến Dylan nằm sàn ngay lập tức. Theo tờ MMA Fighting, đây là một trong những cú knock out bằng chân nhanh nhất lịch sử thế giới. Bị MMA sỉ nhục, Thiếu Lâm đem 72 cái thế thần công đấu Từ Hiểu Đông. Với những tuyệt thế võ công cái thế của Thiếu Lâm Tự, cao tăng Thích Diên Giác hoàn toàn có thể hạ gục cuồng nhân MMA Từ Hiểu Đông sau 10 giây. Sự ngông cuồng của Từ Hiểu Đông, võ sĩ MMA Trung Quốc, đã khiến một người kín tiếng như cao tăng Thích Diên Giác của Thiếu Lâm Tự phải xuất đầu lộ diện. Võ sư Thiếu Lâm vốn là những người kiệm lời, ít quan tâm tới sự đời, nhưng lần này vị cao tăng đã không thể chịu nổi nên đã buông lời trách móc và sẵn sàng đấu Từ Hiểu Đông. Theo Weibo, mạng xã hội Trung Quốc, Thích Diên Giác là thế hệ trụ cột thứ 34 trong lịch sử tồn tại và phát triển của Thiếu Lâm Tự. Hiện đang là cận vệ của phương trưởng Thích Vĩnh Tín và đứng đầu nhóm cao đồ truyền bá tinh hoa võ thuật cho các đệ tử. Nói một cách ngắn gọn, ông là một trong những người có võ công cao nhất của Thiếu Lâm Tự hiện tại. Do phương trưởng Thích Vĩnh Tín theo tìm hiểu chỉ về quản lý về mặt tài chính, thương mại cho ngôi chùa nổi tiếng này. 72 tuyệt kỹ võ thuật danh bất hư truyền của Thiếu Lâm Tự. Võ phái Thiếu Lâm xuất phát từ Bồ Đề Đạt Ma, người đã truyền lại cho đời sau những tuyệt tác như Dịch Cân Kinh, Tẩy Tủy Kinh cùng lời di huấn khích lệ môn đồ tập luyện trong sự sáng tạo không ngừng. Qua nhiều đời đã được các sư tăng đúc kết và phát triển mạnh mẽ với những nguyên lý như quyền thiền nhất thể, từ bi bác ái, dụng côn bất dụng thương và dần trở thành ngôi sao bắt đầu của các võ phái Trung Quốc. Thiếu Lâm được coi là cội nguồn của võ học cũng như là tinh hoa của võ thuật mà từ cổ chí kim không ai là không phủ nhận. Qua quá trình rèn luyện, nghiên cứu võ học hàng trăm năm, người ta đúc kết được 72 tuyệt kỹ võ thuật hay còn gọi là Thiếu Lâm Thập Nhật Nhị Huyền Công. Qua quá trình rèn luyện, nghiên cứu võ học hàng ngàn năm, người ta đúc kết được 72 tuyệt kỹ võ thuật còn gọi là Thiếu Lâm Thất Nhập Nhị Huyền Công. Kể tên 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm thì rất dài, nhưng chúng ta cũng có thể điểm qua những cái tên mà ai cũng nghe đôi lần như Kinh Công,
Thiết Đầu Công, La Hán Công, Nhất Chỉ Thiền Công, Thiết Sa Trưởng, Nhuyễn Huyền Công, Tỳ Bà Công, Thích Mộc Trang. Một võ sĩ thiếu lâm tinh thông võ nghệ có thể dùng đầu đập vỡ cả đá, chạy trên mặt nước, có thể treo cổ ngồi thiền. Liệu cao tăng võ nghệ cao nhất Thiếu Lâm Tự có đả bại được Từ Hiểu Đông? Là người đứng đầu trong các cao đồ truyền bá võ thuật tại Thiếu Lâm Tự hiện tại, cao tăng Thích Diên Giác chính là người sở hữu võ công cao nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc ông cũng là người tinh thông 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm Tự, nên việc ông tự tin ra thách đấu với Từ Hiểu Đông, kẻ báng bổ võ truyền thống, là hoàn toàn hợp lý. Thực ra Thích Diên Giác cũng là một cái tên không được báo chí Trung Quốc biết tới nhiều, bởi gần như không có tài liệu nào nói về tài năng thực sự của vị cao tăng, do ông quá ít xuất hiện, chỉ dạy võ trong chùa và không có những trận đánh thực tế với những đối thủ bên ngoài, nên khả năng thực sự của Thích Diên Giác vẫn còn là một ẩn số. Cũng như võ thuật truyền thống Trung Quốc, Thiếu Lâm là môn võ được đánh giá cao qua những chiêu thức, bài quyền và những màn biểu diễn cực kỳ đẹp mắt và ấn tượng. Những động tác biểu diễn của Thiếu Lâm luôn có sự mềm mại, uyển chuyển, đẹp mắt hơn so với những môn võ khác. Tuy nhiên, cũng bởi vì những lý do trên mà võ Thiếu Lâm trong thời đại ngày nay bị đánh giá là chỉ đẹp khi biểu diễn, còn khi chiến đấu thì không thật hiệu quả. Thậm chí, việc luyện khí công của võ Thiếu Lâm so với yoga của Ấn Độ bị đánh giá là tốn nhiều thời gian tập luyện hơn, mà hiệu quả lại đạt được còn thấp hơn yoga. Tính thực chiến của Thiếu Lâm bị đánh giá kém hơn nhiều so với Muay Thái, Brazilian Jiu-Jitsu, Sambo. Võ Thiếu Lâm vốn coi trọng việc rèn luyện sức khỏe chứ không đề cao tính sát thương, nên dù có sở hữu 72 tuyệt kỹ cái thế cũng khó có thể khẳng định liệu Thích Diên Giác có đánh bại được Từ Hiểu Đông hay không, chứ chưa nói tới việc đánh bại tay đấm MMA sau 10 giây để trả thù cho võ truyền thống nước này. Dù kết quả có như thế nào thì đây cũng là cặp đấu xứng đáng để được chờ đợi. Hiện tại võ sĩ họ Từ chưa xác nhận thi đấu. Thích Diên Giác xác nhận đấu với võ sư karate Nhật Bản, võ sư Matsui. Đây sẽ là thước đo kiểm chứng sức mạnh thực sự cho cao tăng Thiếu Lâm Tự. Cung Lê thách đấu võ sĩ MMA, fan tranh cãi nảy lửa, chân tử đan kiêng nể. Sau khi võ sĩ tự do MMA Từ Hiểu Đông người Trung Quốc đánh thắng một võ sĩ Thái Cực Quyền khác chỉ sau 10 giây, mới đây ngôi sao gốc Việt Cung Lê đã chính thức lên tiếng. Anh đưa ra lời thách đấu với Từ Hiểu Đông vì cho rằng võ sĩ MMA kia là một kẻ ngông cuồng. Cung Lê cũng bày tỏ quan điểm MMA là một bước tiến mạnh mẽ của các môn võ thuật. Anh cho rằng Từ Hiểu Đông nên tôn trọng các vị võ sư Thái Cực Quyền. Vì vậy, anh muốn chứng kiến cách Từ Hiểu Đông chiến đấu với một võ sĩ tán thủ. Không ai khác, Cung Lê khẳng định bản thân anh là đối thủ sẵn sàng đấu với võ sĩ họ Từ. Những tranh cãi quanh chuyện thách đấu của Cung Lê. Ngay sau lời phát biểu của Cung Lê, cộng đồng nảy sinh nhiều tranh cãi. Một số ý kiến tỏ ra không đồng tình với cách Cung Lê đứng ra quyết đấu để bảo vệ sĩ diện cho võ thuật truyền thống Trung Quốc. Những người đứng trên lập trường này phân tích mục đích của võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông là muốn khẳng định Thái Cực Quyền không có tính thực chiến như MMA, chứ không phải tuyên bố anh ta là võ sĩ đệ nhất của MMA. Vì vậy, việc Cung Lê, một ngôi sao trên đấu trường MMA, đứng ra thách đấu sẽ không hợp lý. Trước Cung Lê, nhiều ngôi sao võ thuật truyền thống của Trung Quốc đã đưa ra lời tuyên chiến với Từ Hiểu Đông. Tuy nhiên, chưa có cuộc tỉ thí nào kể từ sau trận thắng 10 giây của Từ Hiểu Đông. Những người ủng hộ Cung Lê cho rằng nên để anh đánh bại Từ Hiểu Đông, không thể để sự ngạo mạn của tay võ sĩ nghiệp dư kia làm cản. Cung Lê, ngôi sao gốc Việt toàn tài. Sinh ngày 25 tháng 5 năm 1972, Cung Lê hay còn gọi là Lê Cung, mang trong mình dòng máu gốc Việt. Anh đang sinh sống tại Mỹ, không chỉ là cựu võ sĩ boxing và MMA, anh còn là diễn viên điện ảnh. Nhắc đến Cung Lê, người ta thường ví anh với một lỗi khiếp sợ của nhiều tay võ MMA. Anh giành nhiều giải thưởng trên sàn đấu võ sĩ chuyên nghiệp, trở thành nhà vô địch hạng trung của Trích Pho trước khi từ chức. Sau đó, anh theo đuổi sự nghiệp điện ảnh và tham gia giải UFC, giải đấu võ tự do lớn nhất thế giới. Sinh ra tại Sài Gòn, Cung Lê cùng mẹ rời quê hương khi anh chưa đầy 3 tuổi. Anh và gia đình đã trải qua những tháng ngày ở trại tị nạn Philippines trước khi sang Mỹ. Cũng giống như nhiều ngôi sao võ thuật khác, anh đến với Taekwondo vì mẹ anh muốn con trai bà không bị bạn bè bắt nạt. Cậu bé 10 tuổi, Cung Lê đã đến với môn võ này từ đó. Sau Taekwondo, Cung Lê học thêm nhiều võ thuật khác như tán thủ, Muay Thái. Cung Lê đã có hơn 30 năm giải thưởng võ thuật, 3 lần đoạt ngôi vô địch trong giải MMA Mỹ mở rộng. Anh cũng là một ngôi sao võ thuật gốc Việt nổi tiếng. Ngoài võ đài, anh được mời tham gia nhiều vai diễn võ thuật. Ở mỗi tác phẩm, ngôi sao gốc Việt này đều tung ra các thế võ mạnh mẽ.
uy hiếp đối phương, anh thủ vai Dragon Lee trong phim Fighting. Anh cũng có dịp đóng với các ngôi sao Dennis Quaid và Ben Foster. Năm 2009, Cung Lê hợp tác với Trân Tử Đan trong phim Thập Nguyệt Bi Thành. Ấn tượng nhất là cảnh rượt đuổi trên đường phố Hồng Kông. Kế đó, Cung Lê còn trổ tài với cảnh tỉ thí đậm chất võ thuật tự do MMA, khiến Trân Tử Đan cũng phải thốt lên: anh ấy là đối thủ mạnh nhất tôi từng gặp khi đóng phim hành động. Còn có giai đoạn kể rằng sau khi quay xong phim Thập Nguyệt Vi Thành, Cung Lê còn nói thẳng với Trân Tử Đan: sao chúng ta cứ mãi dùng những chiêu cũ mềm như vậy? Câu nói này khiến Trân Tử Đan suy nghĩ. Hai tháng sau, anh trở lại phim trường, mời Cung Lê quay để tạo nên những cảnh đấu hấp dẫn. Dù vào vai nào, là thủ lĩnh sơn tặc hay võ sĩ MMA, Cung Lê cũng đều cho thấy một hình ảnh của một cao thủ lớn. Dính đòn đá xoáy của Cung Lê chẳng khác nào đụng phải xe tải. Một võ sĩ nổi tiếng của Mỹ Nhật Chép, trên thượng đài ngôi sao võ thuật cao 1m77 này có lối tấn công đa dạng, đẹp mắt lẫn hiệu quả và chính xác. Bên cạnh đòn đá xoáy kết hợp giữa Taekwondo và Muay Thái, Cung Lê còn gây khó chịu cho đối phương bởi đòn vật. Cũng vì thế mà Trân Tử Đan ví Cung Lê như một chú bò mộng. Những tay võ huyền thoại khi có tuổi thường tính tới việc mở một trung tâm huấn luyện. Cung Lê không phải là ngoại lệ. Anh hiện điều hành một trung tâm rộng gần 1.000m² mang chính tên anh tại California ở Mỹ. Cuộc sống đời tư của ngôi sao gốc Việt này cũng được quan tâm. Anh có hai con trai với vợ cũ, vợ mới là Sunan. Cũng có một con trai đặt tên là Robic Eric Lê. Gia đình Cung Lê sống hạnh phúc ở Mỹ.